Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thời sự. Chính là sân khấu để bạn tỏa sáng đấy. Tôi là Ngọc Trâm và tôi đang có mặt tại đây để chờ đón và giao lưu cùng với một nam ca sĩ rất trẻ. Đó là những phần thể hiện rất tự tin của các em nhỏ trong đêm chung kết cuộc thi Tỏa sáng tài năng MC Nhí 2017. Cuộc thi do Trung tâm Kỹ năng MC Pro và New Way tổ chức với những tiêu chí cụ thể như khả năng thu hút khán giả, sự linh hoạt và thông minh trong xử lý tình huống. Đây là cuộc thi được tổ chức 2 năm một lần với quy mô toàn quốc. Các thí sinh được chia nhóm theo độ tuổi với các dạng chương trình khác nhau để các em có thể phát huy sở trường của riêng mình. Nó không chỉ giúp các em bộc lộ năng khiếu, sự yêu thích với công việc dẫn chương trình mà còn là môi trường để rèn luyện khả năng giao tiếp, sự tự tin trước đám đông. Ngoài ra, cuộc thi cũng giúp phát hiện sớm những em nhỏ có tố chất để trở thành người dẫn chương trình. Thể hiện bản lĩnh của mình trên sân khấu